với bao kỷ niệm trân quý. Thì bỏ lại tất cả những tâm tư, tình cảm, những chia sẻ tài vật mà đến lúc trước khi nhắm mắt chị vẫn còn ở đó. Chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là những ngày gần đây trước khi chị qua đời, chị chia sẻ những cái điều chị có về vật chất trong đời, chị gom góp thằng tiện mà có, chị chia sẻ cho rất nhiều người. Đó cũng là một cái niềm hãnh diện. Tôi nghĩ là các con của chị cũng vui vì mẹ mình trước khi ra đi đã làm những cái điều mà mẹ tội nguyện. Hôm nay, nào là con cháu, nào là họ hàng, nào là bè bạn, tất cả đều khắc sâu trong tiềm thức của chị. Có lẽ giờ đây chẳng còn ý nghĩa trong chuyến đi xa không có ngày về này. Chị nằm yên trong cổ quan tài. Chúng ta những người còn lại ở đây, khi nghĩ về những điều chị, những hình ảnh của bà, người chị của chúng tôi, đều thương, nhớ và ngậm ngùi. Ở Việt Nam, chúng tôi còn những người dị chính. Mẹ tôi là người thứ 10. Tất cả cậu, dì đều qua đời. Riêng còn người dị chính năm nay gần 100 tuổi. Dị chính, các anh chị em, con cháu ở quê mình, nhiều người dường như còn nhìn thấy hình bóng chị lúc ở lúc hiện. Đi quanh cười nói với hơn 500 quan khách trong buổi tiệc nửa thế kỷ. Nói đúng ra hơn là sau 55 năm xa cách quê nhà, chị tôi chưa lần nào về quê ngoại. Những tình cảm và phẩm chất đạo đức của chị, con cháu nội ngoại, họ Võ và họ Đinh mãi mãi ghi nhớ. Trong giờ phút giao thương này, toàn thể con cháu nội ngoại hai họ Võ và Đinh ở Seattle và khắp nơi xin kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu chị, và cầu mong chị hương hồn chị sớm siêu thoát. Em Võ Thành Đồng và Võ Thành Phong cùng các con cháu xin vĩnh biệt chị. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của chúng tôi đã gửi đến một nỗi buồn đến tất cả tang quyến và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ là giây phút chia sẻ anh Nguyễn Đức Lịch. Và trước tiên xin mời anh Nguyễn Lương Mỹ, xin đại diện gia đình Phương Đông có đôi lời chia sẻ với tăng quyến. Xin chào tất cả quý vị. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đau mẹ gặp trăm lần, lúc tôi cười mẹ